Xin chào thầy cô, em là đại diện học sinh đến từ nhóm học sinh trường học cơ sở trung học phổ thông Chí Đức. Hôm nay em đến cuộc thi thiếu niên sáng tạo của mình, một mô hình bản tuần hoàn nguyên tố hóa học. Thì trong suốt quá trình học tập chúng ta chắc hẳn ai cũng đã phải làm quen với những bản tuần hoàn như thế này. Nó có vẻ khá là đơn giản và không tạo nên sự hứng thú cho các học sinh trong quá trình học tập, và từ đó các học sinh không thể nào ghi nhớ được các nguyên tố. Do đó, với mong muốn tạo nên sự hứng thú cho các học sinh, giúp các học sinh dễ học tập và ghi nhớ hơn, chúng em đã tạo ra mô hình này với tên gọi là vũ trụ các nguyên tố. Vũ trụ các nguyên tố được tạo nên bởi những các bìa cứng tập vỡ đã qua sử dụng và các bìa cảm tông. Các bạn có thể thấy đây là những cái ô vuông này, thì những cái ô vuông này được làm từ bìa cảm tông và được dán nhám màu xung quanh để tạo nên điểm nhấn cho mô hình. Thì trên các ô vuông này chúng mình đã ghi những các nguyên tố, tên nguyên tố, ký hiệu và các thông số. Thậm chí còn có cả các ứng dụng, ví dụ đây là khí helium. Loại khí này có tính chất nhẹ hơn không khí và khi bơm vào bong bóng giúp cho bong bóng bay lên. Đó, chúng ta có thể đút vô lại được. Và bài thuyết trình đơn giản của mô hình vũ trụ các nguyên tố của em đến đây là hết. Và em xin chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe và mong chương trình của mình thật là thành công.